Chơn lý 63. Đạo Phật khất sĩ. Đạo Phật là con đường đi đến quả Phật giác chơn. Con đường ấy là khất sĩ. Họ của chư Phật ba đời là khất sĩ. Khất sĩ là lẽ thật của chúng sanh, mục đích của chúng sanh. Khất sĩ là đến với giác chân, toàn học, biết sáng tự nhiên, hết mê lầm vọng động. Khất là xin, sĩ là học, sống là xin. Ai ai cũng là đang sống, xin, để cho được cái học, cái biết. Xin, sống là để cho nên cái biết ấy là học, cho biết lẽ thật, để thấy ra mục đích, đặng thực hành theo, cho được sự giải thoát khổ não của vô thường và tạo nên cái ta, của ta an vui bền thật, hầu tránh xa sự nô lệ không công, tham sân si vô nghĩa lý. Đạo Phật không phải là học Phật hay Phật Pháp, vì Phật Pháp là giáo lý giác ngộ, phương tiện tùy duyên của Phật dạy cho mỗi chúng sanh khác nhau. Còn học Phật là kẻ đang học giáo lý của Phật mà chưa thực hành. Trái lại, đạo Phật là sự thực hành để thành Phật, là sự tu giống y theo Phật. Con đường ấy là khất sĩ, là tăng, là đệ tử Phật sau này, là giới luật y bát chân truyền vậy. Phật là ông thầy biết sáng, chỉ chăm dạy học cho tất cả ai ai kẻ khổ sở lầm mê, mà không cần phân biệt kẻ đó là con của ai, có cha mẹ hữu thần hay không cha mẹ vô thần chi cả. Ngài cũng không bảo ai làm hoặc không làm, hữu vi hoặc vô vi, vì chúng sanh sự sống chết là đổi thay bộ áo, ghế ngồi. Như vậy thì cũng như không có sống chết, mà là chỉ có cái khổ của biết, lạc lầm, mê muội mỗi lúc mãi mãi. Là cái khổ mà sống cũng khổ, chết cũng khổ. Khổ là đáng sợ hơn hết, đáng sợ hơn cả cái chết. Bởi cái chết là không ai tránh khỏi kia được. Mà chúng sanh khổ là bởi chưa biết, biết lạc lầm, mê muội dốt nát, như thiếu mắt, như đi đêm, không có mục đích, không biết căn nguyên cội nguồn lẽ thật. Kỳ như con người ở đời, kẻ dốt là phải làm việc nhọc công, vô ích, sức lực không đâu. Chớ kẻ trí thức, học nhiều tính ra là đâu có chi khổ bận. Và họ là bao giờ cũng giải thoát, đứng ra ngoài sự vật, ngoái lại nhìn xem, chớ không ưa chịu sự trói mình nô lệ vô lý, mãi như trăm họ, để phải chịu nghèo giàu. Các ngài chẳng màng ngó đến sự giàu nghèo vinh nhục. Thế thì đời của những bậc giác ngộ là khất sĩ, là khách, là tăng, là tu học. Sống để học tu, sống để mà biết, sống tạm để cho được cái biết ngày mai, chớ không có chi hiện tại. Thì hữu thần, vô thần, hay hữu vi, vô vi, hoặc nghèo giàu, sống chết, đối với họ là vô lý. Vì trước khi sanh và sau khi chết, hay thật ra trong mỗi lúc, chúng sanh đang là cái biết ở trong võ trụ tự nhiên yên lặng, tối đen, không lẽ thật. Họ sẽ từ trong bánh xe lăn xoay của tứ đại sanh ra và sẽ vượt lên bay bổng, ở không trung sống mãi, bằng cái biết không sao vọng. Không còn trở lại chung xuống bánh xe, để phải nhào lăn như tứ đại vô tri kia nữa. Các ngài không còn lầm nhận cái ta, của ta là tứ đại. Con đường tiến của sống để đến biết, nghĩ yên vĩnh viễn ấy, tức là đạo Phật, là khất sĩ, và tất cả chúng sanh là đoàn du tăng khất sĩ. Đúng lý như vậy, ai ai khá hay giác ngộ, tự mình đi lấy, chớ nên ỷ lại và nô lệ. Kỳ Phật xưa còn bỏ đền vu, bởi lẽ không ta, không của ta. Chúng ta ngày nay há sao khổ não bởi vô thường rộn nhọc. chủng tộc Sa môn. Xưa kia, Phật Thích Ca khi Ngài còn đang là Thái tử, Ngài đi dạo xem 4 cửa thành, gặp người già, bệnh, chết. Với vị Sa môn khất sĩ, Ngài cho rằng vị Sa môn khất sĩ ấy hữu lý thật. Con người sống không phải để sống, sống để chết, bệnh, già hay chịu khổ, nô lệ. Ngài nhận ra mục đích của sống là biết, biết là học. Cái sống là sinh, tất cả chúng sanh là đang sinh lẫn nhau, tiến ra từ trong cái ác, cái bất công, cái mê muội. Cũng như kẻ kia mới tượng thai bào là cướp máu thịt mẹ, khi sanh ra còn dùng sữa huyết mẹ, lớn lên phá phách, báo hại cha, anh, về sau đến trường học, quấy rầy với bạn lữ. Kẻ đó biết tự lo cho mình, sao lại lo cho gia đình, con vợ, đến nữa mới biết lo cho xã hội. Về già thì nghĩ đến thế giới, nhân loại, chừng gần chết lại xót thương cho loại thú, cỏ, cây, đất, nước. Từ ác tiến lên thiện, từ bất công sẽ đến công bình, từ mê muội trở nên sáng suốt. Chúng sanh đang sống trong lễ sinh vay, chẳng có cái tự mình. Kỳ ta đang sinh nơi cỏ, sinh nơi cây, sinh nơi thú, sinh nơi người, sinh chẳng đợi ai cho, bất công tội lỗi. Nào ta có nghĩ đến cái sống, biết của chúng nó, cũng đang tiến, cũng như ta. Ta cắp nơi rào cỏ, ta trộm nơi nhánh trái, ta cướp mạng sống thú cầm, hoặc tự làm, hoặc xúi kẻ khác làm, cùng xin nhau chi lợi, sái với bình đẳng, lễ công chơn lý. Thế là cái sống của ta đang vay và tội lỗi. Cái vay tội lỗi ấy để mà tu học. Ai ai là cũng đang tu học để đi tới con đường tốt đẹp, thì người khất sĩ kia chẳng là chánh đẳng chánh giác khá hơn ư? Và người khất sĩ có còn biết xét đến lễ công bình đẳng, biết sinh trực tiếp, tuy xấu xa nhưng mà trong sạch, tuy cũng tội vay nhưng được an lòng vì có mục đích tu học, và bởi tự lòng người hảo tâm bố thí, chứ không tự lấy làm hay ép buộc. Cũng như người học trò khó kia, xin nhờ nơi người giúp hộ. Người thật tâm, cố gắng học tu đi tới, nên chẳng sợ mang thân trùng, dế, đáp ơn. Cái khất sĩ tạm ấy, tuy cũng còn là tội lỗi ít, nhưng có mục đích, có sự đáp đền sau này. Cái ấy cũng là tốt đẹp lắm, chớ biết làm sao. Vì khi đã có phải mang thần pháp ấy, tốt đẹp hơn sự tham muốn ác ngang không đường của bao nhiêu kẻ khác, chỉ lo vay tạo. Bởi thế nên, Ngài giải thoát xuất gia theo đường Sa môn khất sĩ, chẳng chút ngại ngùng, sợ sệt. Ngài lại dạy thiện cho thế gian tập lần theo. Kẻ giữ một giới là không giết hại loài người, người giữ 5 giới là không giết cả thú to, 8 giới không hại cả thú nhỏ, 10 giới không giết cả cây to, 250 giới không hại cả cỏ nhỏ. Cho đến một khi kia, Ngài đã toàn năng toàn giác. Ngài về xứ vua Tịnh Phạn. Sáng ra, Ngài đi khất thực xin ăn. Vua Tịnh Phạn đến đón, chọn đường Ngài mà nói rằng: Ngài quên tôi là nhà vua sao? Dòng họ Thích Ca xưa nay là vua chúa, nào có sự xin ăn xấu hổ như thế. Ngài quên là tôi có thể cung cấp Ngài và chư Sa môn đến bao lâu cũng được hay sao? Đức Phật Đại Sa môn khất sĩ trả lời rằng: Bệ hạ bảo tồn danh giá địa vị của dòng họ Thích Ca là cũng giống như tôi. Tôi bảo tồn danh giá địa vị của dòng họ Phật là dòng họ Sa môn khất sĩ của tôi, vì tôi đã là con của chủng tộc Sa môn, họ hàng khất sĩ nhà Phật rồi. Thế nên tôi phải đi khất thực xin ăn theo bổn phận. Lại như trước khi Ngài nhập diệt, lời di chúc của Ngài trong Kinh Di Giáo, Ngài dạy các đệ tử về sau: phải giữ gìn giới luật sa môn khất sĩ, lấy giới làm thầy, thầy nhiều Phật. Giới luật ấy là đạo Phật. Đạo Phật mất hay còn là bởi nơi giới luật sa môn khất sĩ ấy. Ngài dạy trong tăng chúng chớ sanh sống như người thế gian tạo tội, chớ quên mục đích học tu của sống tạm. Thà tạm vầy tu học mà còn trong sạch đáng quý hơn. Hãy xem gương Ngài, trọn đời bác y khất thực theo chơn lý, chẳng đổi dời. Ấy cũng bởi chúng sanh nghiệp tội, tham sân si ngã mạn, khổ sở, không bao giờ dời đổi. Đạo Phật thì không bao giờ mới hay cũ, chẳng bao giờ đổi thay được. Trong đời chỉ có một đạo Niết Bàn, do nhờ Pháp khất sĩ ấy thôi. Pháp ấy sẽ giúp cho chúng sanh tiến tới mãi, không ta, không của ta, giải thoát được, tham sân si ác khổ, ác sẽ diệt trừ. Nó là con đường cái quan trọng lớn lao chung của tất cả. Nó cứu vớt cho biết bao kẻ khổ sở được khỏi sự chết điên. Nó là tương lai ngày mai của muôn loại. Kìa như gương của ta, nó giúp cho biết bao người già yếu, khổ sở thất bại, tránh khỏi điên cuồng, chết thảm. Họ bị vật chất tình thương hắt hủi. Họ sẽ đến với ta. Họ đến với ta để sống vui, tiến đến nẻo tinh thần tốt đẹp quý báu, cao thượng hơn. Thế nên những ai, người giác ngộ, mới sẽ thấy nhận ra ta. Ta là khất sĩ, là chân lý, là đạo, là con đường cao trên của lớp họ. Họ mới phải xuất gia trước theo ta, mà không phải là chờ đến khi nạn khổ. Nhưng các người cũng nên biết rằng, đạo khất sĩ là rất quý báu và quá cao siêu, đúng với lẽ thật công bình, mà trong thế gian rất khó hiểu, rất khó gặp, rất khó hành theo. Vì cũng như lớp ông già thì bao giờ cũng rất ít, lại phải chết đi. Còn trẻ nhỏ càng đông, lại sanh thêm nhiều mãi, thì đâu phải mỗi ai đều già ngay y như nhau một lượt. Đối với những chúng sanh ấy, giáo pháp khất sĩ sẽ là bàn tay cứu vớt họ ngày mai để đưa lên đến cõi tột cao. Vậy nên chúng sanh đời sau, hãy xem khất sĩ là đạo của chư Phật ba đời. Mà khất sĩ ấy là đạo, là đường đi, mượn tạm đường đi ấy để đi đến nơi chân thật, mục đích kết quả của mỗi người. Chớ đạo ấy không phải là tên chi. Khất sĩ là đạo của chúng sanh chung. Ai ai cũng đang mang danh từ khất sĩ, họ hàng khất sĩ, họ Phật, chủng tộc sa môn, là học, sinh, khất sĩ hết. Việt Nam đạo Phật không có phân thừa. Xưa kia, sau Phật tịch, Ubali tỳ kheo, khất sĩ, trước kia là thợ cạo kém học, truyền bá giới luật xuống miền Nam Ấn Độ, đến Tích Lan, Simla, Cao Miên, Lèo, và đến Việt Nam như ngày nay. Giáo lý ấy rất đúng theo xưa, nhưng quá bảo thủ, thành ra cạn hẹp cho người trí huệ, và không dùng cho xứ Việt Nam được. Bởi lẽ ăn dùng tam tịnh nhục vì đạo giáo là do trình độ của chúng sanh dân tộc. Kỳ như Ngài Jesus Christ dạy đạo thiện nơi phía Tây, vì dân tộc còn đang ăn thịt sống, chẳng biết luộc rau, nấu trái. Thế nên Ngài cũng phải tạm ăn dùng tam tịnh nhục, là miếng thịt tự chết thúi để sống mà dạy đạo, cho có đạo để lại ngày sau thiên hạ tập lấy theo. Đức Thích Ca và chư Bồ Tát khất sĩ xưa tu dạy cấm sát sanh, phải ăn chay. Nhưng khi đến cụm rừng gặp bọn thợ săn, cũng phải tạm dùng tam tịnh nhục, chớ biết làm sao. Vì không lẽ chịu đói lâu ngày chết mất, bỏ đạo cho chúng sanh. Ấy cũng vì dân tộc Ấn Độ xưa có chỗ còn chưa biết ăn, dùng rau trái. Lại như dân tộc Simla, Cao Miên, Lèo cũng là dân tộc ăn thịt sống, nên giáo lý phải chưa trọn thiện. Chớ như xứ Việt Nam do phong hóa Tào, biết ăn chay, rau trái, theo lão tử thiện hơn, thì sao lại còn tập ác, ăn thịt trở lại mà làm chi? Có phải chăng cái thiện là đừng giết người, thiện hơn là chẳng giết đến thú, thiện hơn nữa là chớ giết cỏ cây. Cái thiện phải tiến lên cho hoàn toàn trong sạch, từ bi, công bình với tất cả chúng sanh muôn loại, mới không còn chiến tranh, giặc loạn. Vậy thì giáo lý ấy nên được tu sửa thêm, ăn chay theo trình độ dân tộc Việt Nam thiện lành hơn, ắt là đúng hay, tốt đẹp lắm. Trái lại là có người riêng nào lại tự xưng đại thừa, mà đại thừa là pháp lý hay trình độ tâm trí của mỗi người, cùng là kẻ khác biết cho mình, chớ chẳng có tự mình xưng hay nêu cao bản hiệu. Kỳ như khi xưa, Ngài Ca Diếp đức hạnh cao, trí huệ lớn, nối ngôi tổ vị, truyền đến Đạt Ma Tổ Sư thứ 28, đều là bậc học hạnh đi đôi. Giáo lý đi lên miền Bắc Ấn Độ và sang Tây Tạng, đến Tàu, đến xứ Tàu gặp phải Nho giáo thạnh hành chính trị. Nho giáo xuất thế ít có, Nho giáo nhập thế đương quyền. Ấy là cư sĩ vu quan, vì chưa hiểu biết đạo Phật, vì quyền lợi cá nhân mà cấm ngăn đạo Phật, mượn cớ sợ mất nước Tàu nên không cho sải Ấn Độ đến sang, lại cũng chẳng cho dân Tàu đi tu học đạo. Về sau, bởi không ngăn cản nổi lòng người nên kinh sách Phật len lỏi rất nhiều, và đến đời Lương Võ Đế mới biết trọng kinh sách, lập ra Hồng Lô Tự là chỗ để dịch nghĩa chữ kinh Ấn Độ ra chữ Tàu. Từ đó mới có chùa. Chùa là nhà thờ dịch kinh chứa sách, chỗ mở mang pháp học mà chẳng có thực hành. Pháp hành phải bị cấm ngăn của Ấn Độ, trả về Ấn Độ. Vì lẽ quan vu Nho giáo chịu nhượng sách kinh pháp học, chớ đối với giới luật y bác khất sĩ, không không, trong sạch, chẳng lợi danh cao thượng kia, thì các ngài rất hổ thẹn. Do đó mà những ai muốn tu là phải vào rừng thiền định, kêu gọi là thiền lâm. Thiền lâm là thiền định trong rừng, chớ không phải tại chùa thờ, dịch sách hay thiền lâm tông giáo. Thế là đạo Phật xưa ở Tàu bị nạn, có học mà chẳng có hành, có thông minh mà không giới luật, có Phật Pháp, học Phật mà không đạo Phật. Vì thế mà rất ít ai đắc định huệ, bởi không có giới luật y bác khất sĩ như Phật Tăng, nên ở chùa các vị học Phật ấy như cư sĩ học sanh ở chùa, chứ không đi tu du hành đâu được, và tham sân si chấp ngã khó dứt trừ, chỉ được làm chư thiên trụ trì ủng hộ pháp kinh cho đạo Phật. Các vị ấy phải sống theo nhà Nho vu quan, có đủ lễ nhạc, quần áo, mão hi, chuông mõ, trống kèn, sớ điệp như triều đình, âm thinh sắc tướng, để sanh nhai cho qua ngày tháng. Ấy cũng nghề lành, đặng nương theo chùa chiền kinh kệ, tập lần tu học. Ở nơi đó, có vị chỉ biết kệ kinh, chớ ít hay xét ra đạo Phật. Pháp hành của Phật Tăng xưa là sao cả. Các vị tu thì tu Nho, mà học thì học Phật, lại lầm nhận, tưởng mình là đạo Phật canh tân mới mẻ, mà quên rằng là chúng sanh bao giờ cũng vẫn tham sân si ngã mạn, không mới cũ. Trái với đạo Phật là thâu nhận tín đồ, bổn đạo, xưng hô đệ tử thầy trò, lập ra tông giáo, chùa riêng, bỏ mất danh từ của đạo. Chấp có nhỏ mà quên không là lớn, không lớp trên ít, lại lập lớp dưới thâu nhiều, kẻ không dạy mà lại xưng thầy, người không học mà lại gọi trò, thâu góp cho đông, lấn giành công dân xã hội, tranh đua tông giáo, không còn phải đạo là võ trụ chúng sanh chung nữa. Phật không còn phải là Phật của cả chúng sanh, hay cả chúng sanh không còn phải là của Phật. Chùa là chỗ thờ tôi, chớ không phải là nơi Phật, Pháp, Tăng, đạo tràng an trụ giáo hóa. và cũng vì bận rộn mãi những công việc hữu vi nho giáo, bạc tiền chức phận, thâu thập dân đông, bà con bạn lữ, nên xưng gọi là Đại Thừa. To lớn xe đầy, có học chưa tu, chỉ cần lo dạy, tuy được thiện chay nhưng lại nhút nhơ vì tham sân si bản ngã. Cũng có ít kẻ lại hợm mình, xưng Phật, quên tu, vì say học mà gàn bướng cho giáo pháp y bác khất sĩ giới luật của Phật xưa là tiểu thừa, như Phật xưa trọn đời y bác khất thực cũng là tiểu thừa nữa. Hay như Phật ấy là tự độ, độ tha, chớ chưa hẳn quên sự tu của mình như các vị. Thật ra chớ chi mà các vị ấy có thì giờ giải thoát, biết xét thấy mình chưa tu và nạn chiến tranh đang tìm phá chùa chiền. Các ngài đừng lo quyên tởi, cất chùa thêm, mà phải lo chỉnh đốn giới luật lại. Trong phút chốc của thời kỳ tự do này, ngay như trong xứ này, đạo Phật bị nạn tai như thầy tổ xưa kia nữa. Ắt là các ngài chỉnh đốn y bác, thực hành giới luật, khất thực du hành, ăn chay trọn thiện. Chắc là trong sạch, giống y Phật tăng ngày xưa lắm. Và mai kia, còn nhỏ, phải bị ăn năn hối hận. Bởi hối tiếc chùa chiền, tông giáo bị cấm ngăn, sa thải vì chiến tranh, là do nhờ con đường đi đã roi dấu, và lễ chánh đã phải y đạo, hợp đời. Nên đạo cứu đời, thì đời mới quý trọng quy theo, trở nên đời là đạo. Đạo đức mới đời đời, là cõi đời. Đúng lý như thế, xứ Việt Nam ngày nay đã cụm đầu hai pháp, ăn thịt, lại với chứa tiền. Chớ chi mà ai nấy thảy ăn chay và đi xin, theo giới luật y bác khất sĩ, không như Phật tăng xưa, thì quý báu biết bao nhiêu. Chắc đạo của xứ Việt Nam này có phần trỗi hơn Ấn Độ xưa, bởi do trình độ của dân tộc đã biết thiện lành và trong sạch. Vả lại, tăng mà không tà, không ác, thì đạo Phật ắt sẽ hiệp hòa. Vì có hòa mới có đạo. Hòa là đạo, mới là quý báu, mới gọi là có đạo cho kẻ thế gian, và họ sùng bái, cúng dường mới không phải là mê tín và tội lỗi, vì đã vô tình, ví như nuôi kẻ sát nhân và trộm cắp. Có hiểu biết như thế, tức là ai ai cũng đều chỉ biết lo tu, mà không có phân thừa chi. Quy y thọ giới. Vấn: sao gọi là quy y và thọ giới? Đáp: quy y tam bảo là về theo Phật, Pháp, Tăng. Ai ai kẻ giác ngộ, nhận ra chân lý lẽ thật, đều thảy biết mình là đang quy y tam bảo, hay đã quy y tam bảo rồi cả. Vì Phật là ông thầy giáo, Pháp là bà dạy học, Tăng là học trò hiền, đạo đức hay cõi đời, đường đời là trường học. Tất cả chúng sanh, nào có ai chẳng phải là kẻ học trò, là tăng. Bởi cái biết là đang học, cái trao sửa là tu, thời gian đi tới mãi là đạo. Chúng sanh sanh ra, khác nào lìa xa cha mẹ tổ tiên, Phật Thánh, vào trường đời để mà tu học. Xa cha mẹ ông bà là cho được dễ học tu, nhưng trái lại, chúng sanh học trò lãng quên bổn phận, quên lẫn học trường, quên mục đích tu học, đành bỏ qua những điều nghe thấy, hoặc bảo thủ, cố chấp một ông thầy, một bài học, giữ cái ghế ngồi, nhìn bảng lớp, tiếc vách ngăn, nhớ thương bạn bè. Hết nô lệ thì thêm ỷ lại, không chăm học tu đi tới, lại tự cao chia rẽ, lớp nọ lớp kia, ham vui vật chất, mãi lo mặc ăn, ở bệnh, tranh nhau, bỏ mặc năm tháng ngày giờ, kiếp đời lăn lộn, không còn thông minh trí nhớ để biết mình là ai, đây là đâu. Dầu có phải gặp thầy sáng, bạn hiền, pháp học cũng không sao hiểu nhận. Dẫu rằng đang ở tại trường, nhưng lại chẳng khác nào những trẻ côi hoang, hoang đàn trốn học, xúm nhau chưởng giỡn, hết khóc vang thì cười dội, đua nói chen làm, vọc bùn giỡn đất, cất chòi đánh lộn, bày ra đủ việc, rối rít lăng xăng, không rồi nên việc bận mãi suốt đời. Bởi thế nên kẻ đã tỉnh ngộ, gặp ra thầy giáo, học trò pháp học là Phật, Pháp, Tăng, thì liền biết ngay sự thật, mau mau trở gót quay về, y theo, mà cho là mục đích quý báu, lẽ thật quý báu, Phật, Pháp, Tăng, thầy giáo, học trò, pháp học là tam bảo. Những kẻ ấy từ đó sẽ sửa chữa hành vi, việc làm, lời nói, ý niệm, trở lại y theo Phật, Pháp, Tăng, để lần lần trở nên tăng, là học trò tốt đẹp, đặng học hành theo Pháp, mà thành như ông thầy Phật vậy. Đó là sự quy y tam bảo. Tam bảo ấy vốn của nơi mình, gọi là ai ai cũng đang là tam bảo, hoặc đang quy y tam bảo sau khi giác ngộ. Kẻ mà quy y tam bảo là bởi đã quá lạc lầm, mê muội, lãng quên và quen tật. Thế nên sự chứng tỏ kẻ quy y trở về giác ngộ ấy là phải nghiêm trì giới luật, là phép ngừa răng, cản ngăn tội lỗi, tập giữ lần từ 1 giới đến 5 giới, 8 giới, 10 giới và đến 250 giới, mới trở lại được như cũ ngày xưa, như trò hiền kia được. Thế nên gọi 1 giới là một bước chân quay về, hay như một nấc thang trèo lên, như giảm trừ một nét xấu, thói quen, vọng loạn, si mê, sái quấy. Bởi đó nên gọi rằng giữ giới tức là quy y vậy. Tự mỗi người hãy giác ngộ lấy, tự giữ giới, quy y lấy, bằng ví như về sự kém trí yếu tâm hoặc không rõ giới luật bước chân, thì hãy cần nương nhờ kẻ trước dắt đường chỉ bảo, ai ai cũng được. Như người cư sĩ giữ 5 giới, nói chỉ dùm cho người giữ 1 hoặc 3 giới được. 8 giới dắt trao cho 5 giới, 10 giới truyền bảo cho 8 giới, hoặc 10 giới xin nghe chịu nơi bậc 250 giới trên hơn. Kẻ trí thì tự mình thọ giữ giới là quy y, người mê lại nhờ nương theo kẻ trước, người trên hơn 1 giới, 1 bước là sẽ truyền dắt cho sau thọ nhận được. Ấy là tạm dắt dẫm cùng nhau, sau trước rồi cũng sẽ như nhau, chớ phải đầu bán thân trọn đời nô lệ, hoặc cùng nhau níu chùm ỷ lại. Bởi đó mà từ xưa, sau mỗi khi Phật dạy, biết bao người chợt tỉnh thấy ra mục đích cõi đời, tự phát tâm thiện tính về theo chân lý quy y, tập nghiêm trì giới luật để đến là tăng, hành học theo Pháp mà trở nên Phật. Phật là thầy chung của tất cả chúng sanh, và tất cả chúng sanh rồi đây, ai ai cũng tự nhận mình thiện tính, tự quy y, thọ giới, và sẽ là tăng học trò, theo lễ thật của tiếng Ấn Độ. Kỳ như khi xưa Phật Thích Ca, Ngài xem Ngài như con của chư Phật quá khứ. Ngài là một phần tử của Đạo Phật. Ngài là ông thầy giáo tạm, của một bước chân trên con đường tiến hóa. Vì sao Ngài là còn có những vị khác nữa? Tiếng thầy, trò đối với Ngài là bạn lữ chung đường, kẻ trước người sau, tiên sanh hậu sanh, là cũng vẫn như nhau, ngày mai sẽ là bình đẳng. Ngài xem Ngài cũng như người giới thiệu giữa chúng sanh và Đạo Phật, vì chúng sanh là vị lai và Đạo Phật là quá khứ. Bởi Đạo Phật là đạo của chư Phật quá khứ. Đạo Phật có nơi chúng sanh, có từ vô thỉ, chớ nào phải đạo ấy của ai, hay ra đạo là của tâm mỗi người. Ai ai cũng như nhau cả. Vì đó mà Ngài lại cũng không chấp xưng thầy, cùng kêu gọi ai là học trò. Ngài không nhận lãnh phận sự thầy đối với lễ chung tất cả, và cũng không dám nhận ai là học trò xứng đáng được. Đời thì tôn trọng Ngài, thế mà Ngài vẫn giải thoát và im lặng, chớ không thiên vị. Còn chư tăng tạm của Ngài, ai ai cũng là tỳ kheo khất sĩ như nhau, bình đẳng học sinh, y theo chân lý. Các sa di tập sự là như cư sĩ quên học, nay mới quay về tập lại. Mỗi tập sự theo tập với một khất sĩ, học, sinh, tạm kêu là thầy trò trong 2 năm trở lại. cho đến khi tập sự được xét xem đưa cho vào giáo hội thâu nhận của lớp khất sĩ bình đẳng, thì chừng ấy không còn tên gọi tạm của thầy trò nữa, mà là ai nấy xưng gọi như nhau thôi, vì ai cũng là còn đang tu học thêm. Và sau đó thì vị khất sĩ trước kia mới được nhận thâu thêm một tập sự khác nữa. Bởi phép dạy là bao giờ cũng chỉ một thầy, một trò. Thầy là dạy cả sự học đạo và hạnh tu của trò. Thầy trò ngày đêm ở gần nhau mãi, ăn, mặc, ở, bệnh, xác thân của trò là cũng do thầy. Người ta cúng dường cho thầy cho lại trò. Trò mang ơn thầy cả bằng thân, tâm, trí, nên trò không còn tự ý riêng của mình, vì sự phải quấy của trò là thầy chịu trách nhiệm. Chẳng giống như thầy giáo thế gian dạy ăn tiền lương cho có số đông, nó về nhà nó nên hư trối kệ. Lẽ ấy mà Phật Tăng xưa chỉ xem cư gia là thiện tính chung, chớ không dám nhìn là bổn đạo, đệ tử suốt đời như quyến thuộc nô lệ. Chỉ có những ai tập sự xuất gia mới kêu là nhập đạo, là bởi các ngài đã tin cậy, gìn giữ và chịu trách nhiệm được. Ấy là nhờ ở chung nhau. Các ngài cho rằng mục đích của tất cả chúng sanh là tu học để cho đắc quả, chớ không phải lập bè, kết bạn, mà cần phải tính cho nhiều. Thế nên khi xưa có kẻ cư sĩ ít duyên gần Tam Bảo mà muốn xin nhập đạo, các ngài lại bảo rằng: khoan, hãy nên học nghiệm rộng khắp giáo lý xã hội, gia đình, tông giáo, cư gia cho thông trước đã, rồi mới sẽ nên vào. Vì khi vào đạo rồi là phải chịu bó buộc sự học tu theo giới luật, chương trình cho đến ngày đắc đạo. Cũng giống như học trò lớp dưới, hết bài học rồi mới sẽ lên trên, hay như cư sĩ đứng ngoài là phải nên lựa chọn, chớ vào lớp rồi là không được dòm ngó hai bên do dự nữa, và đợi cho đến khi đã trở bậc thầy là Phật, Thánh thì trí học mới sẽ ngó ra ngoài xa kia được. Bởi thế mà xã hội, gia đình, tông giáo, chúng sanh là như thiện tính chung của các ngài. Các ngài không có thâu dành tín đồ riêng biệt để làm chi, và các ngài cũng không bao giờ bênh vực hoặc nghe riêng hay nhận nhìn một thiện tính, quyến thuộc nào, vì cư gia không phải là thiện tính riêng của đạo Phật. Bởi tám giới, năm giới là phía bên nào cũng giống như nhau, là lớp nhân thiên đang tập học, phải theo với tất cả lẽ phải, chớ há riêng gì đạo Phật mà để phân biệt danh từ kia nọ, chi cho thêm điều ác hại. Vậy nên các ngài đi đâu, ở đâu cũng được, và cả chúng sanh ai cũng có thể lần theo được đến các ngài. Đạo của các ngài là võ trụ chơn lý, lễ chung, bình đẳng. Cũng vì đó mà các ngài xem ra cả chúng sanh, ai ai cũng như là đã quy y, thọ giới, giác ngộ như nhau rồi hết. Và các ngài không choán phần của các lớp học khác. Các ngài là một lớp của học trường chung vậy. Vì thế mà danh từ hòa thượng, bậc bề trên của Sa Di trong vòng 2 năm, hay như Kiết Ma, thầy lễ giới thiệu cùng giáo thọ truyền giới cho Sa Di là danh từ trong giây lát, tạm trong khi truyền giới, xong rồi là bình đẳng như nhau, chớ không phải giai cấp chức quyền để cho mỗi người kêu gọi hoặc cấp bằng thi đậu như người ta lầm tưởng. Có hiểu như thế mới biết là quy giới của nhà Phật xưa thật là bình đẳng, chánh lý hơn hết, và tờ giấy quy y phái điệp là không có. Giáo lý khất sĩ. Khất sĩ là xin ăn, tìm học. Khất sĩ là học trò khó, ăn xin, tìm học pháp lý giải khổ cho mình và tất cả, để tu tập, hành theo cho kết quả. Khất sĩ theo với hết thảy, học với hết thảy, mục đích toàn giác, toàn năng, không riêng tư, phân biệt ai ai. Khất sĩ là chúng sanh chung, không tự nhận mình là nhân loại hay gia đình, xã hội, thế giới, chủ nghĩa, đạo giáo nào. vì lẽ chúng sanh là phải tiến lên mãi, không ở một mực. Khất sĩ xin học với tất cả lẽ phải, nên và xin theo với tất cả sự ích lợi, mãi mãi cho đến trọn đời, chẳng một nơi bỏ sót. Khất sĩ không ta, không của ta, chẳng tự cao chia rẽ, cùng tự xưng mình dạy người, hơn ai bằng lời nói, hoặc chỗ ngồi cao, địa vị lớn. Khất sĩ thường lặng thinh và không tranh luận, gọi mình là trò với tất cả. Khi có ai hỏi đến, thì chỉ nói chỗ mà mình đang tu hành chút ít thôi. Khất sĩ giữ giới thanh tịnh, tập cấm khẩu và tu thiền định, không làm mít bụng người, dình thiện cảm với tất cả. Khất sĩ không tự gọi là dạy ai hết, và cũng không trị ai hết, vì tất cả chúng sanh là như nhau có một. Thế tôn chẳng tự tôn. Khất sĩ được để lại gương mẫu cho đời về sự không tranh, bình đẳng, hiệp hòa, sống chung, học chung, tu chung với nhau, để gương bằng sự thực hành tu tập, y theo chân lý sống, biết, linh trong võ trụ đạo đức. Con đường của khất sĩ là bố thí pháp học và hành, trao đổi với tài thí ở đời, để được mình đi và dắt kẻ sau cùng đi tới. Giáo lý khất sĩ ngày nay xa Phật, thiếu học kém tu, nên phép kính Phật thì có, mà sự thật là không dám tự nhận xưng mình là riêng đệ tử Phật, cũng chẳng gọi mình là đời hay đạo, chỉ biết là đang tập tu học lần lần, theo về giới tất cả đạo và đời bằng sự dứt bỏ tham sân si ác quấy, ráng làm các việc thiện lành, và nhất là cần phải rửa lòng trong sạch của ta trước người vậy. Phép tu luôn luôn ở giữa mình và người, hiệp một, ai ai cũng là thầy chung của khất sĩ. Khất sĩ là thấp kém, nhỏ nhoi, xấu xa tội lỗi, nên chỉ ráng tự xét, nhớ lấy để răng lòng, và với ai ai, đâu đâu cũng tìm đến nương lời răng dạy. Với những bậc trên trước không tị hiềm. Đúng với chân lý trong võ trụ, chúng sanh là khất sĩ, là pháp nhẫn nhục trao tâm, dưỡng tánh, là pháp thí trí huệ. Mục đích của chúng sanh là sự đi học, tinh tấn tiến hóa, giải thoát, từ thấp bước lên cao, có trước mới có sau, theo gương chư Phật. Từ sở học đến đọc học, đại học, để trở nên toàn học, toàn tu, hoàn toàn lễ sống. Nguồn khất sĩ Nam Việt. Khất sĩ là nhật nguyệt tinh quang, là ánh sáng giữa đêm trời tối, để chỉ dắt người ra khỏi cảnh rừng nguy. Mình đăng quang khất sĩ, xuất gia năm 1944 tại Vĩnh Long, đi tu, tìm học nơi hai giáo lý Đại Thừa, Tiểu Thừa của Miên và Việt Nam. Năm 1946, nạn khói lửa, chiến tranh danh lợi, đốt phá núi rừng, làm cho người tu không chỗ ở, lại thêm nạn cướp bóc, không cho kẻ sĩ hiền làm việc nuôi thân sống tạm. Minh Đăng Quang rời khỏi xứ Cao Miên, trở về Nam Việt, thực hành giới luật tăng đồ tại tỉnh Mỹ Tho cho đến năm 1948. Giáo pháp khất sĩ đến Sài Gòn năm 1948. Ánh sáng của lá y vàng phất phơ thổi mạnh, làm bật tung cánh cửa các ngôi chùa tông giáo, kêu gọi tăng chúng tản cư khắp xứ, kéo nhau quay về kỷ luật. Năm 1950, Huỳnh Y trở gió bay về hướng Nam Hậu Giang, nổi lên lố nhố những núi vàng, pháp tháp, nhất là ở tại giữa sông Cửu Long, Trung Giang, Bửu Tháp vượt cao hơn hết. Năm 1953, Quý Tỵ. Và cũng là nơi đó, tại xứ Vĩnh Long, ngày rằm tháng 7 năm Quý Tỵ năm 1953, đoàn du tăng khất sĩ, chiếc thuyền trí huệ tạo thành, tách bến, lướt sóng ngược dòng, trở lại miền trên, trở nên thuyền tế độ. Đoàn du tăng hay thuyền tế độ lúc nào cũng đang bọc gió, rẽ nước giữa dòng sông, đứng giữa trung gian của đời và đạo. Mục đích là đang tu, tìm học. Học để mà tu, vì đạo quả tương lai hơn là hiện tại. Cái sống của khất sĩ là đàn vầy của tất cả chúng sanh vạn vật các pháp, vây sinh từ vô thủy đến bây giờ, cho đến sau này khi đạt thành chánh đẳng chánh giác, chừng ấy mới sẽ đem giáo lý ánh sáng trả lại ơn người. Khất sĩ là những học sanh nghèo, xin ăn tìm học, mục đích tu học. Người giúp cho khất sĩ là giúp cho sự học tu. Khất sĩ sẽ trả lại pháp thí sau này, chớ không đền ơn của tiền, ăn mặc, sống bằng nô lệ. Bởi xét rằng tự mình không ai có sẵn cái chi được trong mỗi lúc trước khi sanh, sau khi chết hay ngày hiện tại. Nên khất sĩ đang sống trong sự xin học là nợ vay của tất cả, chỉ tạm xin để sống qua ngày, không dám cất để dư, phí thì giờ tu học. Và cũng không muốn làm nặng lòng riêng một hai người, nên mới phải đi khắp đó đây, xin nơi người, thú, cỏ, cây, tạm sống để nuôi cái biết, linh, cho mau thành tựu. Tuy nói là sự xin vay, chớ trong phận sự vừa học tu, vừa bố thí pháp giáo hóa cho kẻ tối tâm, kén trí, mỗi ngày. Ấy cũng là sự trả nợ, hay trao đổi pháp tài với nhau, để tạo nên một lối sống, một con đường sáng lạng cho kẻ đàn sao. Giáo lý khất sĩ: một là dứt các điều ác, hai là làm các điều lành, tùy theo nhân duyên, cảnh ngộ, không cố chấp, vì lẽ không có thì giờ dư dả. Và cũng biết rằng các việc làm là để trao tâm, vì tâm mà làm sự phải, chớ không ngó xem nơi việc làm kết quả. Và ba là cốt yếu, giữ lòng trong sạch. Khất sĩ là danh từ chơn lý của tất cả chúng sanh, là sống, xin, để cho được biết, linh, tu học, chớ không vì tư kỷ. Khất sĩ mặc dầu là đang mang hình thức đạo Phật, nhưng khất sĩ cũng có sức để hiểu rằng Phật là giác chơn, là cái biết thật tự nhiên, là nghĩa lý của tiếng Phật. Mục đích của cái biết nơi mình, chớ không phải mê tín mờ quáng, mà tự trói mình trong chữ Phật, tiếng đạo hay tông giáo riêng biệt. Nghĩa là khất sĩ là đang học pháp Phật, và cũng như là đang học với các giáo lý khác, học chung với các pháp trong võ trụ, tách mình xa với tất cả sự trói buộc, mực giữ không không, không dính nhập vào riêng với ai hết. Bởi lẽ khất sĩ là đang tập tu, tìm học. Lẽ phải nào, sự ích lợi nào, đời đạo cái chi tốt đẹp là khất sĩ sẽ về theo tu học. Quyến thuộc của khất sĩ may ra tạm có. Ấy là những ai đã nhận ra và thực hành đúng chân lý khất sĩ như nhau. Chớ ngoài ra, tất cả chúng sanh là bạn lữ chung, đang sống chung tu học. Khất sĩ là như của tất cả, tất cả cũng là như của khất sĩ. Khất sĩ như lòng võ trụ, trong đó bao bọc chung những chúng sanh các pháp và vạn vật. Giáo lý khất sĩ là con đường sáng của nhật nguyệt, tinh quang, là ánh sáng để chỉ rõ con đường trong sạch, giải thoát, là hạnh phúc quý báu của sự sống chung tu học, yên vui, tiến hóa, là cảnh sáng giữa ban ngày, cũng là con mắt mở sáng tỏ rõ phân biệt, hay là con đường trung đạo, chánh đẳng, chánh giác, vô thượng, là con đường tạm đi đến nơi chân thật. Khất sĩ là con đường tạm đi đến nơi chân thật. Kỳ đoàn du tăng khất sĩ là con đường tạm hiện tại để đi đến nơi chân thật. Thuyền trí huệ. Thuyền trí huệ ngược dòng rẽ sóng, đèn quang minh rạng bóng soi đời. Ai người trôi hợp chơi vơi, khá mau bám níu vào nơi mé bờ. Biển trần thế đục nhơ đã lắm, bao anh hùng chìm đắm khổ nguy. Nước tham một dãy đen sì, gió cuồng nổi dậy sân si ba đào. Mãi sao xuyến tranh nhau vật chất, phí công linh bùn đất đắp tô. Củ trần càng tám thâu vô, là càng chôn lấp dưới mô sình lầy. lòng tự thị, mưu hay kế giỏi, trước phân ranh chia cõi rễ bờ. Kẻ khôn lấn hiếp người khờ, ngọn trào phản động bấy giờ nổi lên. Sóng cuồn cuộn vang rền gào thét, nước chảy nhào xô vẹt lướt phăng. Thương ôi cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mệt khi thăng khi trầm. Lúc biển động tối tăm trời đất, cõi âu sầu phảng phất u minh. Trần hoàng vạn vật chúng sanh, âm thầm khổ sở linh đinh khốn nạn. Trải bao đoạn lầm than tai biến, ánh triều dương xuất hiện từ từ. Quang minh rạng rỡ thái hư, muôn loài ngưng dứt ưu tư kinh cuồng. Tai nghe tựa tiếng chuông cảnh tỉnh, mắt thấy xa đụng đỉnh thuyền khơi. Dù tăng khất sĩ ra đời, chiếc thuyền giáo hội vớt người trần duyên. Những ai dứt oan khiên túc trái, mau thoát ra khổ hải mê tân. Giấc mơ ngàn kiếp tỉnh lần, lối đi ngàn kiếp bước chân đã dừng. Đồ vật chất thôi đừng tạo sấm, cõi đất bùn say đắm làm chi. Giàu sang càng nặng kéo trì, tiếc thương lưu luyến dứt đi đặng nào. Sao bằng đặng bước vào thuyền giác, thể không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Cõi tịnh lạc thung dung ngày tháng, chẳng còn lo khổ nạn nhiễu nhương. Những là mừng giận ghét thương, buồn vui ưa muốn như thường như không. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây Phương ngày ấy một ngôi sẵn danh. Kể ngày ấy vãng sanh xứ Phật, học đạo màu nhiệm mật huyền vi. Làm tăng ôm bát đắp y, vận hành pháp báo giữ trì giới nghiêm. Năng nghiên cứu xét tìm chân lý, gắn tham thiền huệ trí phát sanh. Sáng tâm tỏ tánh đành rành, tinh chuyên nhập định đắc thành thần thông. Màn huyền bí bên trong hé mở, mấy nhịp màu lộ hở lần ra. Rõ ràng đạo quả đâu xa, chân tu thành Phật, Phật là người tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.